Liên quan đến bệnh nhân COVID-19 thứ 17 tại Hà Nội, tỉnh Hải Dương vừa xác định được danh tính của 3 trường hợp từng đi cùng chuyến bay với bệnh nhân thứ 17 để tiến hành theo dõi. 3 trường hợp bao gồm Nguyễn Ngọc Diệp sinh năm 1993, trú tại thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, Lê Thị Quyên sinh năm 1990, trú tại huyện Thanh Hà và Trần Thị Thu Hằng sinh năm 1981, trú tại phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương. Vài ngày trước, Lê Thị Quyên đã di chuyển lên thủ đô Hà Nội, hiện đang tự cách ly tại nhà ở quận Long Biên và có sự theo dõi của cơ sở y tế. 2 trường hợp còn lại đều đang được cách ly tại các cơ sở y tế. Nơi cư trú của 3 người này đều đã được phun tiêu độc khử trùng.